Rồi, xin chào các bạn nhé. Chiều nay mình giao lưu chia sẻ cho mọi người lô Nam Camai Lâm cốt đẹp. Những cái này là những cây giáo rinh hàng tuyến nha mọi người. Rồi, mình tiến đến cây đầu tiên trong video. Cây này là có chiều cao là 1m2. Cây nó đang bén mầm bén lọc rất là mạnh. Một cốt, các tay tán nó ra đều tự nhiên chứ không ép ghim ép nạp. Cái đại quanh thân 14, mình đi dọc dọc cho mọi người xem form tổng thể của cây này. Giao rin Bình Định rất đẹp nha mọi người, mình có ghi trên chậu hết rồi. Đây, gốc đớn nó nằm sâu bên dưới nè, đớn nữa. Mình đo chỗ này 14 nha. Thoát thân là rất là thấp, nó tầm có 3-4 cm nè. Nó lên những cái chi cành bên trên rồi. Đấy. Rồi, cây số 1 ha. Rồi, mình chuyển tiếp cây kế bên, cây số 2. Cái này mình đã đi tán dù, cũng là cây một cốt đẹp tán dù. Đó. Cái này form lớn nên tay chân nó rất là nhiều dâm. Cái này rỉa ràng tí nữa, ok. Không, ra tán dù ok lắm, to lắm. Cái này nó cao 1,5 m, quanh 14. Đây, cái này thoát thân, mình cho thoát thân lên gần 2 gang tay. Tăng lớp dù của nó này, đến nở tiếp rồi, gốc rỡ này mọi người ha. Quần thân lớn mấy cái này, hồi dạo cánh kính đẹp lắm. Rồi, mình chuyển qua cây số 3 nha. Cây số 3 này nó cũng cao 1,5 m. Hoành 12, cây cao 1,5 m lận. Với tay là cây rất cao nha. Tay tán dâm, tay dâm chi rồi, dâm xương rất là đông đặc. Cái này chỉ có đặt lá mối thôi. Cây cực kỳ khỏe mạnh. Giờ mình tu rơm lên này cho nó mát. Cái này cây này nè, dạng chân đế này, đế rỡ nó ra đều tứ diện hết. Rồi, cây số 3 ha. Một cốt nó lên tới trên này tầm 35 cm là nó chia ra 2 thân này. Đấy, một cốt 2 thân. Nhìn dần dần nó khủng. Rồi, cây số 3 ha. Mình lấy form tổng thể cái mình qua cây thứ tư. Rồi, mình chuyển qua cây thứ tư, cây cao 1,12 m, quanh 11. Đấy, cây thứ tư cây form lùng hơn. Ra đều, form lùng ra đều hết. Cây một cốt thẳng tắp. Lắm lúp tạng. Thứ tư họ là rất là xuất sắc nha, mình đánh vô phen này. Đây có bộ cũ đến nó nữa đây, tuy nó nhỏ thôi nhưng mà nó được cái một cốt với lại là thoát thân ngắn, thân tầm 5 cm nó đã có những cái tay cành đầu tiên rồi. Đây, dàn dâm tay nó này. Đấy. Đấy, một cốt vót đi lên. Rồi, mình chuyển qua cây số 5 ha. Cây số 5 này nó cao 1m1, quanh 12. Cây form lùng lực. Cây này khéo một cái, dằn tay dâm với lại đớ. Cú, nở. Thân nó vót lần lần lần.
Nem ca này là cái giống Nhật dâm mà mọi người. Do cái giống cây á, Nhật dâm. Từ tán nó ra đều tự nhiên chứ mình không có ép ghim nọc. Cây nào còn có củ đớ rõ ràng. Rồi, mình báo giá luôn. Mình giao lưu nguyên lô nem cây này giá 4 triệu. Giá bán tại vườn, không bao gồm cước phí vận chuyển nha. Mình không có bao cước. Anh em nào có nhu cầu giao lưu tuyến lửa nem cây mai lùm đẹp như thế này, cây giao rin, hoa đẹp, cánh kín, thì liên hệ mình số điện thoại 0849 020790 để sở hữu nha. Mình báo giá đầu năm rất là rẻ rồi, anh em khoai trả giá nữa ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.